Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh thông tin của mình. Thì tiếp tục series về kỹ thuật số thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về các cổng logic. Đây là một trong những thành phần quan trọng để chúng ta giải quyết các bài toán về kỹ thuật số và cũng như là chúng ta hiểu hơn về thế nào là kỹ thuật số. Nó sẽ hình thành cho chúng ta các cái tư duy để chúng ta có thể lập trình cho các môn sau này như là BOC hay là môn vi điều khiển. Và chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu về chủ đề lý thú này. Cổng logic đầu tiên mà mình muốn giới thiệu cho các bạn đó chính là cổng điểm. Cổng điểm thì là một cổng rất là đặc biệt. Khi đó tín hiệu đầu vào và tín hiệu đầu ra nó là giống nhau. Tức là đầu vào chúng ta là 0 thì tín hiệu đầu ra của chúng ta là 0. Đầu vào chúng ta là 1 thì tín hiệu đầu ra của chúng ta là 1. Chúng ta lưu ý như vậy. Và cổng điểm nó cũng có tính năng là nó là điểm tín hiệu. Mặc dù trong cái giải quyết về các bài toán về kỹ thuật số nó sẽ rất là ít sử dụng, nhưng mà bên ngoài chúng ta vẫn sử dụng cổng điểm rất là nhiều để dùng để điểm tín hiệu, để đảm bảo rằng là tín hiệu của chúng ta không bị suy giảm trong quá trình mà truyền dẫn. Các bạn lưu ý, và mình cũng muốn giới thiệu với các bạn là cái cổng điểm để các bạn có thể là hiểu hơn về môn kỹ thuật số. Cổng tiếp theo mà chúng ta tìm hiểu đó là cổng NOT. Giống như tên của cái cổng này thì chúng ta có rằng là tín hiệu đầu vào và tín hiệu đầu ra nó là phủ định của nhau, và các bạn thấy rằng cổng NOT và cổng điểm nó sẽ khác nhau ngay trong vị trí này. Đó. Nó đều là hình tam giác và nó sẽ có một cái dấu tròn biểu thị của sự nghịch đảo, biểu thị của sự nghịch đảo. Và như các bạn biết rằng là trong các ký hiệu của chân của datasheet của con linh kiện ấy thì nó cũng thường xuyên có ký hiệu này, có nghĩa rằng là chân nó sẽ nghịch đảo về tín hiệu, nghịch đảo về tín hiệu so với các chân khác. Vậy hàm của cổng NOT chúng ta có là hàm của nó sẽ bằng phủ định, và ký hiệu của phủ định đó chính là dấu gạch phía trên hoặc là các ký hiệu như thế này. Các hiệu như thế này tùy thuộc vào các hệ thống khác nhau thì chúng ta sẽ có các ký hiệu khác nhau, và mình muốn giới thiệu cho các bạn những ký hiệu mà chúng ta sẽ sử dụng để biểu thị cái cổng NOT. Và ở đây chúng ta có tín hiệu đầu vào là 0 thì tín hiệu đầu ra là 1, và tín hiệu đầu vào là 1 và tín hiệu đầu ra là 0. Đó, thì nó mới chính vì vậy nó mới có gọi là nó có một cái tên được gọi là cổng NOT. Thì tiếp theo chúng ta hãy thử khảo sát một cái mạch điện như sau. Mạch điện như sau. Chúng ta có, ở đây chúng ta có A đầu vào. Ở đây chúng ta có một con transistor nha. Chúng ta có một transistor. Transistor này, T này, với nó là kiểu NPN. NPN. Thấy không? Lưu ý. Và chúng ta sẽ có tín hiệu đầu ra là X. Tín hiệu ra X. Bây giờ trong trường hợp A là 0. A là 0. Thì trường hợp như thế nào? Lúc đó cổng T này sẽ không được mở, đúng không? Đây là NPN nên T không mở. T không mở thì X dòng điện sẽ đi như thế này. Và X lúc đó là có giá trị là 5V. Tức là sao? Nó là mức logic là 1. Đó. Cái này là mình đang xét trong trường hợp lý tưởng. Khi mà qua đây thì nó sẽ có sự suy giảm. Trong trường hợp thực tế thì nó còn khoảng 4V mấy. Các bạn lưu ý vấn đề này giùm mình. Nếu đối với cổng A là 1 thì cổng T này sẽ mở. Khi T này mở thì X, tín hiệu của X nó sẽ bằng với mát, tức là nó sẽ là 0V. 0V. Chúng ta lưu ý nha. Và khi 0V như thế này, khi 0V như thế này thì rõ ràng chúng ta thấy rằng là nó là một sự nghịch đảo đối với cổng ra của tín hiệu A, cổng ra tín hiệu A. Đó, thì các bạn lưu đây là cái mạch logic của cổng NOT. Tất nhiên là chúng ta còn nhiều cái mạch khác nhau, và tùy theo con IC khác nhau nó sẽ có các cái mạch để biểu thị logic khác nhau. Nên đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái mạch đơn giản để biểu thị một cái cổng NOT. Cổng tiếp theo mà mình muốn giới thiệu với các bạn là cổng AND. Cổng AND thì nó đặc biệt hơn, đặc biệt ở chỗ là từ cái cổng AND trở về sau thì chúng ta sẽ có hai tín hiệu, tối thiểu là hai tín hiệu đầu vào và chúng ta sẽ có một tín hiệu đầu ra. Đó, và đây là hai ký hiệu của cổng AND, hai ký hiệu của cổng AND. Và hàm của cổng AND như sau. AND thì nó giống như nhân ha, ký hiệu các bạn thấy à, nhân A nhân B, A nhân B, A vào B, mà A mà hợp với B, A hợp với B. Đó, chúng ta thấy không ạ? Đó, thì chúng ta có rằng nếu tín hiệu đầu vào một trong hai tín hiệu là 0. Ha, chúng ta thấy không? A 0, A 0, B 0, B 0 thì tín hiệu đầu ra luôn luôn là 0. Luôn luôn là 0. Nếu tín hiệu đầu vào, tất cả tín hiệu đầu vào là 1 thì chúng ta có tín hiệu đầu ra là 1. Đây là đặc tính của cổng AND.
Hoặc cũng giống như đơn giản trong đại số Boolean chúng ta thấy nếu A bằng 1, B bằng 0 thì chúng ta làm 1 nhân 0 thì sẽ là bằng 0. Đó, đó lý do tại sao mà ký hiệu của cổng AND nó lại là dấu nhân. À, các bạn lưu ý chỗ này cho mình. Và chúng ta cũng đi khảo sát một cái mạch điện như sau. Mạch điện như sau. Đây cũng là mạch điện và có 3 transistor. 3 transistor. Đầu tiên thì các bạn thấy nếu giả sử như tín hiệu này là 1. À, chúng ta có tín hiệu này là 1. Đó là biểu thị của tín hiệu 5V, nghĩa là dòng dẫn từ trên đây dẫn xuống đây. Điều đó có nghĩa là sao? Điều đó có nghĩa là mức của cổng 3 này, mức của cổng 3 này là bằng không. Bằng không. Và khi thằng này bằng không thì tín hiệu điện sẽ đi từ đây qua đây và X nó cũng sẽ tương ứng với 5V. X cũng sẽ tương ứng với 5V. À, các bạn thấy không ạ? À? Đó là rất là đặc biệt. Và trong trường hợp một trong hai tín hiệu này bằng không, một trong hai tín hiệu này bằng không, ví dụ thằng này là 1 thì chúng ta thấy rằng là khu vực này nó sẽ không mở ra. Khu vực này nó sẽ không mở ra. Và khi khu vực không mở ra thì cổng 3 được kích hoạt. Cổng 3 được kích hoạt. Mà khi cổng 3 được kích hoạt thì tín hiệu X nó sẽ được kéo xuống áp. Nó sẽ kéo xuống áp. Và như vậy là cổng AND tín hiệu X này luôn luôn bằng 0V trong trường hợp AB, một trong hai tín hiệu AB nó bằng 0. Và tương tự chúng ta có bao nhiêu cổng đầu vào thì chúng ta cứ nối ngay trên cái cổng này ra như thế thì chúng ta sẽ có một cái mạch điện với tín hiệu là cổng AND. Tín hiệu cổng AND, các bạn lưu ý vấn đề ha. Rồi, cổng tiếp theo mà chúng ta tìm hiểu đó là cổng NOT AND. NOT AND, chúng ta có bảng trang trị của NOT AND như sau. À, tín hiệu đầu vào là 0. Đúng không? Thì tín hiệu đầu ra là 1. Một trong hai tín hiệu bằng 0. Tức là nó sẽ phủ định hoàn toàn của cổng AND. Và chính vì phủ định hoàn toàn cổng AND, ở đây chúng ta sẽ có ký hiệu là dấu tròn. À, nãy mình giới thiệu. À, nãy chúng ta có cổng điểm. Đúng không? Và có dấu tròn phía trước nữa thì nó thành cổng NOT. Và bây giờ cổng AND có dấu tròn phía trước thì nó trở thành là cổng NOT AND. Đó, các bạn lưu ý. Và ở đây, nè, các bạn thấy không? Nhìn ký hiệu nó giống thịt cái cổng AND luôn. Nhưng mà ở đây nó có một cái dấu gạch như thế này. Có nghĩa là phủ định thay thế với dấu tròn như thế này. Các bạn lưu ý vấn đề này. Và hàm cũng NOT AND thì cũng tương tự. Các bạn cứ lấy cổng AND các bạn thêm một cái dấu gạch trên đầu. Tức là dấu phủ định trên đầu. Thì các bạn có được cái cổng NOT AND. NOT AND. Và một số biến đổi từ cổng AND sang NOT AND. Bằng đầu tiên là một cổng AND bình thường. Tiếp tục là chúng ta sao? Thêm một cái cổng NOT vào nữa thì nó trở thành NOT AND. Hoặc là chúng ta có một số biến đổi mà từ NOT AND sang AND bằng cách là chúng ta sẽ có một cổng NOT AND và chúng ta sẽ sao? Thêm một cổng NOT nữa thì nó trở thành cổng AND. Và hai cái tín hiệu này là tương đương nhau. Chúng ta có một cổng NOT AND. Chúng ta lại thêm một cổng NOT AND nữa. Nha, các bạn lưu ý ha. Và chúng ta sẽ có được cái cổng AND. Và các bạn lưu ý nè. Khi NOT AND, khi cổng NOT AND AB này, chúng ta nối tín hiệu đầu vào. Ha. Khi mà tín hiệu AB NOT AND như thế này, mà chúng ta nối hai cổng này lại nhau, nhập như thế này, thì nó trở thành cổng NOT. Nó sẽ lại trở thành cổng NOT. Ha, các bạn lưu ý, đây là một cổng NOT nè. Đây là một cổng NOT nè. Khi mà tín hiệu đầu vào nó được nhập, tức là hai chân nhập lại với nhau, thì nó trở thành cổng NOT. Và đây, tại sao mình giới thiệu cho các bạn các cái hàm chuyển đổi thế này, tại vì sau này khi các bạn giải quyết các bài toán á, về đại số Boolean, dãy lớp, vân vân, thì trường hợp này rất là hay xuất hiện. Tức là chẳng hạn như chúng ta giải bài toán ra là A nhân B. Chúng ta giải toán là A nhân B. Tuy nhiên là giáo viên không cho hoặc là đầu đề chúng ta hết linh kiện. Tức là chúng ta không còn cái cổng AND nữa thì bắt buộc chúng ta sử dụng các cổng khác. Hoặc thường chẳng hạn như cổng NOT AND, ví dụ vậy. Thì đây là một trong những tình huống mà chúng ta cần giải quyết trong bài toán. À, thì các bạn lưu ý là lý do tại sao mà chúng ta cần phải hiểu là chuyển từ cổng này qua cổng kia nó như thế nào, chuyển này cổng này qua cổng kia nó như thế nào nha, các bạn lưu ý. Rồi chúng ta tiếp tục tìm hiểu về cảnh tiếp theo, đó là cổng O. O là gì? O là ngoặc, đúng không? O là ngoặc. Và chúng ta sẽ có cái hàm như sau. Và chúng ta thấy nè, ký hiệu của đại số Boolean nó rất là tường minh. Ở đây A cộng B, tức là một trong hai tín hiệu này chỉ cần có số 1 vào thì tín hiệu Q này bằng 1, đúng không? A cộng B, A bằng 1, cộng 0 thì cũng bằng 1, mà 0 cộng 1 cũng bằng 1, mà 1 cộng 1 cũng bằng 1,
Nó lý do tại sao mà cộng O thì nó lại ký hiệu là dấu cộng nha. Đó, cộng O là ký hiệu là dấu cộng. Chúng ta lưu ý. Và chúng ta thấy nè, chúng ta coi bảng trang trị của cộng O, chúng ta sẽ thấy trừ khi trường hợp AB bằng 0 thì cộng O mới bằng 0. Còn các trường hợp khác là sao? Chỉ cần một trong hai tín hiệu nha, hoặc là một trong nhiều tín hiệu bằng một thì ngay lập tức là đầu ra nó bằng một, đầu ra nó bằng một. Đây là một trong những điểm mà các bạn cần lưu ý nha. Cộng O nó khác cộng En chỗ đó. Và chúng ta sẽ khảo sát một cái sơ đồ mạch điện. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng diode ha, chúng ta có hai diode và chúng ta thấy rằng B ở đây nha, B ở đây. Bình thường nếu hai thằng AB này không có tín hiệu, tức là bằng không hết, thì rõ ràng con diode này cũng cũng bằng không, và dòng điện sẽ kéo xuống đây, lúc đó thì X cũng bằng bằng không. Tuy nhiên chỉ cần một trong khi AB bằng một thì dòng điện sẽ đi qua đây, đúng không? Thì lúc đó thì tín hiệu X cũng cũng sẽ có mức logic là bằng một. Đó, đó là đối với transistor, xin lỗi, là đối với diode. Và tiếp theo thì một mặt transistor nhá. À, các bạn thấy không? Mặt này cũng rất là đặc biệt. Chỉ cần là sao? Một trong T1 và T2. T1, T2 chỉ cần một trong hai cổng này mở. Một trong hai cổng này mở. Được chưa? Thì cổng T3 cũng sẽ sao? Cổng T3 cũng sẽ mở, mở theo. Cổng T3 mở theo thì nó sẽ sao? Xin lỗi, là cổng T3 nó sẽ có tín hiệu và nó sẽ kéo kéo ít tương ứng. Rồi mình sẽ giải thích cái mạch này như sau nhé. À, các bạn lưu ý nè. Chỗ này thì nó sẽ hơi khó hiểu một tí. Này. Ví dụ trường hợp cổng A bằng 1, cổng A bằng 1 thì rõ ràng là dòng điện, đúng không? Dòng điện sẽ kéo cổng A xuống đây. Và lúc đó tín hiệu đầu vào của T3 luôn khoảng là mức logic là 0. Và khi tín hiệu của T3 bằng 0 thì chúng ta sẽ có rằng là X nó sẽ tương ứng với 5V, tức là mức logic là 1. Tương tự trường hợp của B cũng vậy, tức là chỉ cần A hoặc là B có tín hiệu đầu vào là 1 thì luôn luôn T3 này bằng 0, và khi T3 này bằng 0 thì X sẽ là bằng 5V, tức là bằng tín hiệu logic là bằng 1. Trong trường hợp hai tín hiệu AB đều bằng 0, hai tín hiệu AB đều bằng 0 thì rõ ràng dòng điện 5V nó sẽ đi theo hướng này, đúng không? Và nó sẽ kích T3, nó sẽ kích T3, hoặc khi T3 mở ra thì X nó sẽ bị kéo xuống mức 0. Đó, kéo xuống mức 0. Đó, các bạn thấy không ạ? Đây là một trong những mạch điện điển hình của cái biểu thức của cổng O, và các bạn lưu ý nha. Và chúng ta thấy rằng là chỉ cần một trong hai tín hiệu này bằng 1 thì T3 luôn luôn bằng 0, và khi T3 bằng 0 thì X sẽ bằng bằng 1, X sẽ bằng 1. Thì các bạn lưu ý, và nó hơi khác với cái cổng E là nãy. Cổng E là nãy thì hai cái T1 và T3 này nó sẽ mắc nối tiếp. Trong trường hợp cổng O thì T1 và T2 này nó sẽ mắc song song. Đó thì cứ chúng ta có bao nhiêu đầu vào thì chúng ta cứ mắc song song ha, mắc song song. Trong trường hợp là mạch lý tưởng thì chúng ta sẽ ra được cái bài toán như vậy. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ tìm hiểu với cổng tiếp theo. Cổng tiếp theo là một cổng đặc biệt, giống như là not and chúng ta lại có cổng là not o, tức là phủ định của o. Và chúng ta lưu ý cũng có xuất hiện ký hiệu là dấu tròn này, và cũng có xuất hiện là dấu dấu gạch này trong ký hiệu. Đó là những cái đặc điểm mà chúng ta nhận dạng được cái ký hiệu, và chúng ta chỉ không cần nhớ quá nhiều đối với các cái cổng này. Không cần nhớ quá nhiều cái cổng này, tức là cổng O chúng ta thêm dấu tròn nha, chúng ta thành not O. Đó. Và bảng trang trị của not O như sau, là các bạn thấy không? Hàm của nó cũng là, hàm của nó, bản chất của hàm của nó cũng là phủ định của O, phủ định của O. Và khi hai thằng này giống nhau, khi hai này giống nhau, xin lỗi, là khi hai này là bằng không thì not O mới bằng 1, còn ngược lại tất cả các tín hiệu khác đều bằng không, tất cả các tín hiệu khác đều bằng không nha. Và chúng ta sẽ có một cái mạch điện như như sau, chúng ta có mạch điện như sau. Lúc này chúng ta sẽ có nè, khi A, nhưng ví dụ A bằng 0, A bằng 0 thì khi hai này không thì chắc chắn là tín hiệu 5V nó sẽ đi hướng này, là đầu ra của X, và cuối cùng là X là bằng bằng 1. Và chỉ cần T1
hoặc T2 được mở thì x này sẽ được kéo xuống map, đúng không? Và lúc đó tín hiệu x cũng là sẽ là bằng 0. Đây là mạch cơ bản của not or, mạch cơ bản của not or hoặc đáp ứng được cái bản trang trị của chúng ta, đáp ứng trang trị của chúng ta đó. Và một số phép biến đổi của not or nha, chúng ta có nè, một nè, 1 + 1 phủ định thì phủ định của 1 bằng 0. 0 thì chúng ta sẽ có là 0 + 0, phủ định của 0 thì bằng 1. Phủ định của 0 thì bằng 1. Bên cạnh đó chúng ta cũng có phép biến đổi giống như là cộng not. À, chúng ta có là not or, chúng ta có tín hiệu đầu vào. À, chúng ta này thì nó trở thành cộng not, chúng ta thấy không? Nó lại trở thành cộng not nha. Và đây các bạn, tại sao mình giới thiệu cho các bạn các cái chỗ này? Tại vì khi mà các bạn trong trường hợp mà đề bài không cho cộng not, không cho IC cộng not, thì các bạn có thể chuyển đổi thành từ not or, từ not or thành cộng not bằng cách là nhập hai tín hiệu đầu vào, nhập hai tín hiệu đầu vào. Đó, các bạn lưu ý chỗ này. Và đây là một trong những vấn đề quan trọng mà các bạn cần quan tâm. Tại vì đầu đề thì sẽ giới hạn ở một số loại IC nhất định, và chắc chắn là họ sẽ không bao giờ mà cho các bạn sử dụng IC một cách thoải mái. Tại vì vậy thì đề nó quá dễ. Thì trong trường hợp, các trường hợp thực tế á, thì các bạn cũng không thể nào mà các bạn được phép lựa chọn IC. Hoặc là trong các trường hợp thực tế thì các IC thay vì các bạn mua một loại thì nó giá thành nó sẽ rẻ hơn là các bạn là mua rất là nhiều loại và các bạn chữ hàng, hoặc đôi khi các bạn không sử dụng được. Thì chính vì vậy các bạn phải nắm được các nguyên tắc chuyển đổi các cổng để các bạn có thể là giải quyết các bài toán trên thực tế nha. Chúng ta tiếp tục với một cái cổng đặc biệt khác, đó là cổng XOR. Nè, cổng XOR là một cổng đặc biệt. Lý do tại sao công việc các bạn hãy theo dõi nha. Ký hiệu của XOR nó hơi khác tí. Nó là cổng O nhưng mà nó có thêm một cái thành phần như thế này. Nó có thêm một thành phần như thế này. Nha, các bạn lưu ý. Và đây là giá trị của XOR. Các bạn nhìn vào bảng trang trị, các bạn có thể nhận xét được là nó khác biệt như thế nào mà. Đúng ạ. Nó chính là trong trường hợp hai cổng giống nhau, thấy không ạ? Hai cổng giống nhau thì nó ra tín hiệu là 0, hoặc trong trường hợp hai cổng khác nhau nó ra tín hiệu là 1, tức là nó kiểm tra cái sự giống hoặc khác của tín hiệu. Nó không phân biệt là tín hiệu đó là 0 hay 1, nó chỉ cần biết rằng là khác thì là 1 và giống thì là 0. Đó là tín hiệu của XOR. Và ký hiệu của XOR thì nó nhìn nó hơi khác một tí so với các ký hiệu bình thường, các bạn lưu ý ha. Và chúng ta sẽ có một cái hình minh họa thế này. Và rõ ràng chúng ta có rằng là hai cái tín hiệu này giao nhau, hai cái dùng giao nhau. Đó, đây một dùng và đây một dùng, và dùng giao nhau của nó đó thì nó sẽ bằng 0, và dùng không giao nhau của nó ha thì nó là bằng 1. Đó là các ý nghĩa của cộng XOR, tức là kiểm tra giống hoặc khác, kiểm tra giống hoặc khác. Nó trong trường hợp mà các bạn làm việc ở bên ngoài hay lập trình đó, thì nó sẽ có nhiều trường hợp logic các bạn không quan tâm tín hiệu đầu vào, các bạn chỉ quan tâm là nó kiểm tra coi là hai tín hiệu đó nó có giống nhau hay không, hay là hai tín hiệu nó có khác nhau hay không. Đó, và chúng ta thử nghiệm một cái mặt logic, một cái mặt logic thì chúng ta có tín hiệu đầu vào là B và A, và chúng ta có tín hiệu đầu vào là đây, nghịch đảo thế này. Và chúng ta có hai cổng AND và một cổng OR, hai cổng AND một cổng OR. Và tín hiệu đầu ra nó sẽ tương ứng với trường hợp kiểm tra giống hay khác. Và chúng ta thấy rằng là tín hiệu đầu ra, đầu vào của A chỗ này, nó sẽ ra hai nhánh, một nhánh là ở trên, một nhánh là phủ định ở dưới. Và tương tự B cũng vậy, ở trên là phủ định và ở dưới là khẳng định, và đều vào cổng AND. Tức là sao? Trường hợp ở đây chúng ta có một cổng OR ha, và trường hợp các bạn thấy nè, A và B, trường hợp A và B giống nhau thì chắc chắn là thằng này là A và B giống nhau, mà ở đây là phủ định của A nữa thì chắc chắn là thằng này là không. A và B giống nhau thì chắc chắn thằng này là không, hai thằng này là không, thì khi qua cổng O này nó cũng là không. Nhưng mà trường hợp ở hai A là 1, đúng không? A là 1 thì ở trên đây là 1 này, và B là 0, thì mặc dù là ở dưới không đúng nhưng mà ở trên nó lại đúng, và đây là cổng O, thì cuối cùng ở tín hiệu đầu ra đây là 1. Và cổng XOR dùng để kiểm tra là tính giống nhau hoặc khác nhau của hệ thống. Và đây là một trong những tín hiệu quan trọng để các bạn lưu ý. Rồi, tiếp theo thì một cái cổng phủ định của XOR.
đó là cộng XNO. Đó, và chúng ta thấy quay lại một cái ký hiệu nữa. Đây, chúng ta sẽ có là phủ định của XNO, phủ định của X, xin lỗi, của phủ định của XO, phủ định của XO bằng cách dấu chấm như thế này. Và ký hiệu, về ký hiệu hàm thì cũng tương tự vậy, về ký hiệu cũng tương tự vậy. Nhưng mà cộng XO thì như thế nào? Cộng XO nó sẽ kiểm tra là cùng giống, tức là nếu giả sử như AB là giống nhau, AB giống nhau, đó, thì nó là tín hiệu là 1, còn AB khác thì nó tín hiệu là 0, tín hiệu 0, đó, nên nó sẽ có chữ N ở đây, nó có chữ N ở đây, các bạn thấy không ạ, nó sẽ có chữ N ở đây, và do có chữ N ở đây nên là nó sẽ phủ định của XO, phủ định của XO, và các bạn thấy hàm ạ, cái hàm ạ, chúng ta có nè, A nhân B nhân cộng với A phủ định A nhân phủ định B thì nó ra là XNO, đúng không? Tức là AB phải là cùng 0 hoặc là cùng 1 thì nó mới hàm này mới ra 1 được, hàm này mới ra 1 được. Và đây là những cái cổng đặc biệt mà các bạn cần phải lưu tâm trong cái môn kỹ thuật số. Thì mỗi thắc mắc thì vừa rồi thì mình đã hướng dẫn cho các bạn về các cái cổng logic mà được sử dụng trong môn kỹ thuật số. Mỗi thắc mắc thì các bạn cứ comment bên dưới, mình sẽ trả lời cho các bạn. Cũng như là nếu cần thiết thì mình sẽ tập hợp các cái câu hỏi mà các bạn thắc mắc để tạo thành một cái clip trả lời câu hỏi sau. Đó, thì các bạn có thể đặt câu hỏi bên dưới và mình sẽ trả lời. Xin chúc các bạn thành công và giải quyết được các bài toán về môn kỹ thuật số. Xin trân trọng kính chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các cái buổi sau. Xin chào tạm biệt.